các bạn theo dõi trận đấu giữa hai đội đôi nam nữ giữa Bắc Giang. Bắc Giang và Lào Cai. Tỷ số bây giờ đang là 5-3 cho Lào Cai. Cầu ngoài 4-5 cho Bắc Giang, điểm cho Bắc Giang. Năm đều cho Bắc Giang. Cầu không qua lưới. 6-5 cho điểm cho Lào Cai. Cầu tốt. 6 đều. Điểm 7-6 cho Lào Cai. Cầu không qua lưới. 7 đều. Tám bảy. Tám đều. Điểm cho Lào Cai. Cầu ngoài. 18. Cầu tốt. 11-9 điểm cho Bắc Giang. Điểm 11-10 điểm cho Lào Cai.
đối 11-12. Điểm cho Lào Cai. Điểm cho Bắc Giang. Mười bốn mười ba cho đôi nam nữ Bắc Giang. Đều điểm cho Lào Cai. 4 cao rồi mới quay được chứ bác. Ngồi lên ghế ngồi quay nó mới cao mới quay được hết đầu. Đập cầu tốt. Điểm cho Bắc Giang. 15-14. Điểm số 16-14. Điểm cho đôi nam nữ Bắc Giang. Lào Cai đập ra ngoài sân. 17-14. Cầu tốt. Điểm 15-17 cho Lào Cai. Trên sân thứ 4. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
16-17. Mười bảy đều. Mười tám mười bảy. Điểm số cho Lào Cai. Mười chín. 17. 18-20 điểm cho Bắc Giang. 19-20. 20 đều điểm cho Bắc Giang. 21-20. 22-20. 22-20. Cầu ngoài 23-20. 21-23. 24-21. 25-21 điểm cho Lào Cai. Tốt 22-25. 23-25 điểm số cho Bắc Giang. 24-25.
Đập cầu tốt, điểm 2624 cho Lào Cai. Hai năm hai sáu điểm cho Bắc Giang. Hai sáu đều. Điểm cho Bắc Giang. Hai bảy hai sáu điểm cho đôi nam nữ Bắc Giang. Điểm số đang là 2726. Rồi. Ở xa màn ảnh mà áo trắng là đội Bắc Giang 27, áo đỏ gần màn ảnh là đội Lào Cai. 2826. Điểm cho Bắc Giang. Hai chín hai sáu. Ba mươi hai sáu điểm cho Bắc Giang. Đọc cầu tốt, tỷ số là 31-26, nghiêng về đôi nam nữ Bắc Giang.